Xin chào bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu tới các bạn một tựa game khá là thú vị. Tựa game có mang tên là Paco King. Đấy. Lúc đầu tham gia vào giao diện của game thì mình nghĩ đây là một cái game kết hợp với cả nhiều nhân vật của DreamWorks. Đây là một hãng làm phim hoạt hình cực kỳ nổi tiếng rồi. Cái game này thì các bạn sẽ được tham gia là vào một cái vườn thú. Nhưng mà đây chúng ta không được chăm nuôi hay là xây dựng vườn thú gì hết, mà chúng ta sẽ đi bàn giống Candy Crush. Đây là màn loading game. Thì đánh giá qua về đồ họa thì nhà phát hành này chuyên làm phim hoạt hình rồi, nên đồ họa của nó thì cực kỳ tuyệt vời. Các chi tiết rõ nét, đấy, nhìn thân thiện với môi trường các kiểu. Đấy, chúng ta bắt đầu vào giao diện của game. Đấy. Loát lâu với nồi. Đấy, chúng ta đã tham gia vào giao diện của game. Thì khi tham gia vào giao diện của game thì đầu tiên là sẽ có một màn quay xổ số, ngày nào cũng được một lần. Đấy. Để cho tạo cái khả năng hứng khi khởi khi bắt đầu một ngày mới. Các bạn có nhìn thể thấy là các cái bản đồ của nó khá giống với Candy Crush và có các bàn chơi, nhưng ở đây có một điều đặc biệt là tùy thuộc mỗi nhân vật thì sẽ có một kỹ năng khác nhau. Như các bạn thấy đây là khu vực của Kung Fu Panda, hay là ở đây là khu vực của phim này là Madagascar hay sao ấy. Đấy. Thì qua từng khu vực thì có từng bộ phim hoạt hình để cho người chơi có thể nhớ về thời nguyên thủy, và chúng ta đang ở khu vực của tựa game sách phim hoạt hình sách ấy, và mình sẽ tham gia vào bàn chơi. Thì khi tham gia vào bàn chơi thì cách chơi cực kỳ đơn giản luôn. Các bạn có thể nhớ đến trò chơi thả bóng, thì đây là một trò chơi như vậy. Đấy. Đấy, đúng, thả bóng. Hiện tại thì chúng ta đóng vai là con cừu. Thì cứ mỗi nhân vật thì sẽ có một khả năng khác nhau. Ví dụ như con cừu này là có khả năng mở rộng cái khe đỡ này để hứng cho nó đơn giản hơn. Game này ngồi chơi khá là nhàn, và ngồi tính toán thì cực kỳ đau đầu luôn. Làm sao chúng ta phải ăn hết cái điểm đỏ, cái huy hiệu đỏ trên bản đồ thì chiến thắng. Cứ mỗi lần ăn được một cái này thì nó sẽ tặng thưởng cho thêm chúng ta thêm số lượt. Nó khá là khó, nhảy khá lung tung, nhìn chóng các bạn. Rồi, rơi đi, ui đừng rơi. Ấy, phát to này mà vẫn không hứng được. Này nó game lỗi. Rồi, rơi, hứng được rồi. Khi mà cái viên bi của các bạn rơi xuống cái hướng này thì nó sẽ coi như là đấy là một cái lần free để các bạn có thể được ném và không mất cái lượng ngọc bên này. Thì tối đa ở cái bàn chơi này là sẽ có 8 viên ngọc, và hiện tại thì mình có mỗi 5 viên thôi mà vẫn chưa ăn được hết số đỏ, dự là sắp thua rồi. Ngoài ra thì game còn có một số cái đồ bổ trợ trên này. Đây, như cái này là có thể nhìn được cái hướng bay của bóng, mình sẽ sử dụng cho các bạn xem. Đấy. Nào. Đấy. Các bạn có thể thấy các hướng bay căn chuẩn hơn. Nào, nào. Đấy. Vật lý khá là ác liệt. Đấy. Kinh quá, combo luôn. Khi mà đây là khi chúng ta ăn xong hết cái đỏ thì nó sẽ có phần bonus, và còn số bao nhiêu lượt thì nó sẽ rơi các ô này. Ô 5.000 là cao nhất, nhưng mà hiện tại thì không ăn được phát nào 5.000. Đen vãi nồi. Vãi. Quá nước thật. Đây, sẽ có man là cộng điểm và lên sao. Đây, xong con lừa, chúc mừng các bạn đã chiến thắng con lừa. Ôi, hiện tại bàn chơi này là phải 13.600.000 mới được. Đấy, là mình đã hoàn thành xong bàn chơi. Thì game này có chức năng kết nối với Facebook để chia sẻ với bạn bè. Ngoài ra thì còn có cái phần tùy chỉnh đây. Thì để mình sẽ vào phần tùy chỉnh cho các bạn xem. Đấy, xong một bàn thì nó sẽ mở các chức năng kiểu giới thiệu, thiệp điên đảo. Đây, mình đang vào phần tùy chỉnh của game, có bật tắt âm thanh hay là liên hệ với support. Bài trải nghiệm và hướng dẫn game của mình đến kết thúc. Cảm ơn các bạn theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.